Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Ba Đồn gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp năm 2018. Toàn tỉnh thu hoạch được 1.600 ha lúa đông xuân. Kinh mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự, minh họa tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn. Hiện nay trên địa bàn thị xã Ba Đồn có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Từ năm 2017 đến nay, thị xã có thêm 73 doanh nghiệp mới được thành lập. Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động khắc phục khó khăn, tái cơ cấu sản xuất, tổ chức lại bộ máy nhằm duy trì và mở rộng sản xuất. Trong năm 2017, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động hơn 6.500 tỷ đồng, nộp thuế vào ngân sách nhà nước hơn 22,5 tỷ đồng. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp còn giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Tại buổi gặp mặt, đại diện một số doanh nghiệp đã trao đổi với lãnh đạo thị xã về các vấn đề như cần giảm bớt các thủ tục hành chính, tránh chồng chéo trong thanh tra kiểm tra, quan tâm đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho nhân viên của doanh nghiệp một cách thỏa đáng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn. Ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, lãnh đạo thị xã cũng nhấn mạnh địa phương sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế địa phương. Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan Quảng Bình vừa tổ chức tổng kết công tác phối hợp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 về thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác kiểm tra kiểm soát và phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ma túy qua biên giới, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, hai đơn vị đã tích cực phối hợp thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, đề án của cấp trên, phát hiện đấu tranh xử lý hàng nghìn vụ việc, chuyên án, vụ án về ma túy, vận chuyển hàng cấm, vật liệu nổ qua biên giới, cửa khẩu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu ra những hạn chế, tồn tại và thống nhất nội dung phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, hai đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh trao đổi thông tin, tình hình địa bàn, đối tượng, tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kỷ nạp đảng khóa 11 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia lớp bồi dưỡng có 112 học viên là những quân chủng ưu tú của 7 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề với những kiến thức cơ bản, vấn đề cột lõi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khóa học đã giúp các học viên nâng cao kiến thức để vận dụng sáng tạo những nội dung đã được học vào thực tiễn học tập và công tác, đồng thời tích cực rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và được cấp giấy chứng nhận. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5, tại bể bơi tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi và nhân viên cứu hộ bơi năm 2018. Tham gia lớp tập huấn là những giáo viên dạy giáo dục thể chất của phòng giáo dục và đào tạo các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và nhân viên cứu hộ của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Trong thời gian 6 ngày, học viên đã được truyền đạt các nội dung như kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp và các biện pháp đề phòng đuối nước, các kỹ thuật cứu hộ dưới nước, hô hấp nhân tạo, một số kỹ thuật cơ bản về bơi lội và cứu đuối, thực hành các phương pháp tiếp cận nạn nhân và giải thoát trong nước khi nạn nhân ôm chặt người cứu. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng giải bơi, phương pháp cứu đuối nước cho các học viên.
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỹ năng bơi, cách phòng chống tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối và sơ cứu người bị nạn. Kết thúc khóa học, Sở Văn hóa và Thể thao đã trao giấy chứng nhận cho 90 học viên đã hoàn thành khóa tập huấn. Hiện nay, một số địa phương đang thu hoạch lúa đông xuân, trong đó các huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn đã thu hoạch được trên 500 hecta. Trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi như hiện nay, bà con nông dân cả địa phương đang tranh thủ thu hoạch diện tích lúa đã chín. Tính đến ngày 10 tháng 5, toàn tỉnh đã thu hoạch được 1.600 hecta lúa ra đầu, trong đó thị xã Ba Đồn thu hoạch được 800 hecta, các huyện Quảng Trạch 500 hecta, Quảng Ninh 150 hecta, các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy, bà con đang bắt đầu thu hoạch với diện tích khoảng 50 hecta. Đến thời điểm này, lúa trái chính vụ đang giai đoạn chín sữa, chín sáp, ra muôn, giai đoàn ống đồng, trổ bông. Hiện toàn tỉnh có 67 hecta diện tích lúa bị chuột gây hại, có 606 hecta diện tích lúa bị nhiễm rầy, 439 hecta bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông và 753 hecta bị bệnh khô vằn. Để đảm bảo năng suất sản lượng lúa đông xuân, bà con nông dân cần tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh và áp dụng các biện pháp phòng trừ. Nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Minh Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây mới vào sản xuất, hứa hẹn cho thu nhập cao. Trước đây, trên diện tích đất này đã trồng rừng kinh tế gồm keo tràm, sau 5 đến 6 năm bán được một vụ thu về khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Tháng 9 năm 2017, anh quyết định chuyển sang trồng cây ăn quả. Anh đã mạnh dạn đầu tư gần 200 triệu đồng để cải tạo đất, làm hàng rào, mua cây giống, phân bón để trồng 500 gốc bưởi diễn, 150 gốc ổi và 50 gốc cam. Hiện nay các loài cây trồng này đang phát triển rất tốt, nhiều gốc bưởi, cam, ổi đã cho quả trĩu canh. Mặc dù chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng đây là mô hình trồng cây ăn quả đầy triển vọng, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Minh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích rừng lớn, vì vậy việc quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng khô hanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Minh Hóa đặc biệt chú trọng. Xã Hồng Hóa là địa phương có diện tích rừng khá lớn của huyện Minh Hóa, chủ yếu là rừng trồng của các hộ gia đình. Vì vậy, địa bàn này được xác định là một trong những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nhất là những ngày cao điểm nắng nóng. Vì vậy, Hạt Kiểm Lâm huyện Minh Hóa, chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình tiến hành vệ sinh rừng, tuần tra rừng và nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng. Vào đầu mùa khô, Ủy ban nhân dân huyện cùng Ủy ban nhân dân xã, các kiểm lâm địa bàn triển khai công tác phòng chữa cháy, hoạt động là công tác xử lý thực bì và phạt dọn đường băng cản lửa. Trong những ngày nóng này thì chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra xung quanh khu vực rừng trồng, để nếu phát hiện mà có đám lửa cháy thì chúng tôi sẽ huy động nhân dân dập tắt lửa. Hạt Kiểm Lâm huyện Minh Hóa cũng tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy rừng, trong đó tập trung xây dựng và tu sửa các công trình phòng cháy như đường băng cản lửa, hệ thống biển báo cháy rừng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương, nhất là tại các địa bàn xung yếu. Năm nay là chúng tôi triển khai cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là sớm so với các năm, và xây tham mưu cho chính quyền địa phương cơ sở xây dựng các phương án bảo vệ rừng, phát triển rừng và đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Và cái năm nay trong phương án chúng tôi cũng nêu rất rõ các cái vùng trọng điểm, kiện toàn lại ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của xã và kiện toàn lại các cái tổ đội xung kích về phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện là cái công tác phạt dọn thực bì đầu mùa khô, và trong cái mùa khô này thì chúng tôi thực hiện công tác trực
phòng cháy chữa cháy rừng là 24/24 và kết hợp thực hiện cái công tác phối kết hợp giữa công an, quân sự và kiểm lâm để thực hiện công tác kiểm tra rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2018. Mùa khô năm 2018, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, hanh khô có thể kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy hiện nay, hạt kiểm lâm Minh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các thôn, bản, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm túc chế độ trực phòng cháy chữa cháy, tổ chức tốt lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Phần của chuyên mục tuần dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng kỳ này, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung thông tư số 26 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định về theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Điều 9. Kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng được xử lý trong phần mềm cập nhật diễn biến rừng bao gồm 1. Bản đồ dạng số các cấp A. Cấp xã, tỷ lệ tối thiểu 1/10.000, hệ quy chiếu VN2000. B. Cấp huyện, tỷ lệ 1/50.000, hệ quy chiếu VN2000. C. Cấp tỉnh, tỷ lệ 1/100.000, hệ quy chiếu VN2000. D. Toàn quốc, tỷ lệ 1/100.000, hệ quy chiếu VN2000. 2. Hệ thống biểu kết quả tổng hợp các cấp, xã, huyện, tỉnh và toàn quốc phục vụ cho việc báo cáo phê duyệt công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng gồm A. Biểu 01, mục đích sử dụng, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo mục đích sử dụng. B. Biểu 02, loài chủ rừng, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo loài chủ rừng và tổ chức được giao quản lý rừng. C. Biểu 03, đồ che phủ rừng, tổng hợp đồ che phủ rừng. D. Biểu 04, tổng hợp diễn biến diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng theo các nguyên nhân. E. Chi tiết mẫu biểu kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng quy định tại phụ lục thông tư này. Điều 10. Phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. 1. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả. A. Tờ trình phê duyệt kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng kèm theo biểu kết quả tổng hợp quy định tại khoản 2 điều 9 thông tư này. B. Báo cáo đánh giá tình hình diễn biến rừng, đất quy hoạch phát triển rừng, phân tích nguyên nhân tăng giảm diện tích rừng, đất quy hoạch phát triển rừng trong kỳ và so với cùng kỳ năm trước. C. Cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, đất quy hoạch phát triển rừng gồm bản đồ hiện trạng rừng và thông tin thuộc tỉnh bản đồ dạng số. 2. Phê duyệt và công bố kết quả. A. Ở địa phương, Chi cục kiểm lâm lập hồ sơ phê duyệt kết quả quy định tại khoản 1 điều này, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng của địa phương trước ngày 31 tháng 1 năm sau. B. Ở Trung ương, Cục kiểm lâm lập hồ sơ phê duyệt kết quả quy định tại khoản 1 điều này, báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng toàn quốc trước ngày 31 tháng 3 năm sau. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 12 ngày 13 tháng 5. Khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng nhẹ. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 60-98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 67-96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng. Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 65-96%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5m. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 5, mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 58 đến 98%.